ngày 4 tháng 2 năm 1983. Người Mỹ và rất nhiều người trên thế giới thương khóc sự ra đi của cô Karen Carpenter, một trong những ca sĩ được mộ mến nhất thời bấy giờ. Cô chết khi vừa tròn 32 tuổi. Nhưng điều khiến cho nhiều người lại càng tiếc thương hơn nữa chính là nguyên nhân cái chết của người ca sĩ này. Cô chết không phải vì tai nạn máy bay hay vì sử dụng ma túy quá liều lượng. Karen Carpenter chết vì một chứng bệnh hiếm có. Cô chết vì không chịu ăn. Khi nghe tin này, nhiều người sửng sốt thốt lên. Đây là lần đầu tiên người ta nghe nói đến một chứng bệnh kỳ lạ như thế. Thật ra cô đã mắc bệnh biếng ăn từ rất nhiều năm. Biếng ăn là một thái độ chán ghét thức ăn mà nguyên nhân có thể là cảm xúc hay tâm lý. Chứng biếng ăn thường xảy đến nơi các thiếu nữ vốn bị bệnh phát phì. Sau khi đã nhịn ăn hoặc ăn kiêng để làm cho thân thể giảm cân được một nửa, họ bỗng nhiên cảm thấy chán ghét mọi thứ thức ăn. Trái với những người bị nạn đói hành hạ, những người mắc chứng biếng ăn thường vẫn có đủ sức để duy trì các sinh hoạt hàng ngày theo mức độ bình thường. Xem ra họ không quan tâm đến tình trạng thiếu dinh dưỡng của mình, và dĩ nhiên không hề cảm thấy đói. Vì không thấy đói cho nên họ không muốn ăn. Và cuối cùng, khi thân xác không còn được dinh dưỡng nữa, thì chết là chuyện tất yếu. Biếng ăn đối với của ăn nuôi thân xác là chuyện ít xảy ra, nhưng biếng ăn đối với của ăn tinh thần là điều rất thường xảy ra. Và căn bệnh này xảy ra cho mọi người bất luận phái tính. Có biết bao nhiêu người đàn ông mắc chứng bệnh này, và đó chính là nguyên nhân khiến họ không còn đủ sức để lãnh đạo đời sống gia đình. Hiểu một cách đơn giản, người mắc chứng bệnh biếng ăn trong lĩnh vực thiêng liêng là người không màng tới của ăn thiêng liêng. Thiếu dinh dưỡng, họ trở thành yếu nhược. Và vì yếu nhược, họ không thể đứng vững để làm chủ trong gia đình. Họ chết, và những người lệ thuộc ở họ chết dần chết mòn. Nhiều người Việt Nam chúng ta đã chứng kiến nạn đói năm 1945 ở ngoài Bắc. Nhiều người trong chúng ta cũng đã thấy những hình ảnh khủng khiếp của những trẻ em chết đói tại Ethiopia và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhiều nạn nhân yếu đến độ không còn đủ sức để đi đứng. Những người mắc chứng biếng ăn thiêng liêng cũng thế. Họ ốm yếu đến độ không còn đủ sức để đứng thẳng như một con người có nhân cách. Họ là những người thiếu dinh dưỡng về phương diện tinh thần và thiêng liêng. Lời của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 4 câu 4 chứng minh điều đó. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 32 câu 46 và 47, ông Môi-se đã truyền cho dân chúng như sau: Hãy ghi tạc vào trong tâm hồn những lời ta nói với ngươi hôm nay, để ngươi có thể dạy dỗ con cái ngươi tuân giữ mọi lời trong luật này. Đây không phải là những lời trống rỗng, mà chính là sự sống của anh em. Quả thật, lời Chúa là sức sống của con người. Không ăn lời Chúa, con người sẽ trở nên yếu nhược và chết dần. Ông George Gallup, nhà thăm dò dư luận nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, được mọi người nhìn nhận là một tín hữu Kitô rất nhiệt thành. Khi được tạp chí Leadership, lãnh đạo, hỏi rằng liệu ông có ngạc nhiên về các kết quả của cuộc thăm dò dư luận do ông thực hiện không? Ông Gallup trả lời như sau:
tôi rất ngạc nhiên. Tôi lấy làm lạ về sự kém hiểu biết của con người đối với Kinh Thánh. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ có 42% người dân Mỹ biết rằng Chúa Giê-xu là tác giả của bài giảng trên núi. Bạn có đọc Kinh Thánh không? Do những cuộc thăm dò, chúng tôi thấy rằng Kinh Thánh không được đọc. Kinh Thánh được tôn kính, nhưng không được đọc. Điều ông Gallup ghi nhận trên đây có thể được xem là bệnh biến ăn trong lĩnh vực thiêng liêng. Phần đông trong chúng ta ai cũng biết rằng Kinh Thánh là lời Chúa. Kinh Thánh được Chúa linh ứng. Có lẽ ngày nay, rất nhiều gia đình có quyển Kinh Thánh trong nhà. Kinh Thánh được trưng bày trong nhà. Kinh Thánh được tôn kính. Nhưng có lẽ Kinh Thánh chưa hoặc không được đọc và đem ra thực hành đủ. Con người không sống chỉ bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đây là chân lý mà càng lúc chúng ta càng thấy rõ. Ngày nay trên thế giới, hiện vẫn còn có khoảng 840 triệu người mỗi buổi tối đi ngủ mà bụng vẫn còn đói, và có đến 1/3 nhân loại đang ở ngưỡng cửa của nghèo đói. Những người này là nạn nhân của đói khát. Nhưng suy cho cùng, họ chính là nạn nhân của sự biến ăn thiêng liêng của người dân tại những quốc gia giàu có dư dật. Chính vì biến ăn về mặt thiêng liêng, mà con người cũng trở nên ích kỷ và dửng dưng trước nỗi khổ của người đồng loại. Tại những nước giàu có, sự dư dật về của ăn vật chất cũng làm cho con người trở thành biến ăn đối với của ăn thiêng liêng. Gia đình đổ vỡ, tệ nạn xã hội gia tăng. Đó là hậu quả của chứng biến ăn thiêng liêng trong các xã hội dư dật. Con người không sống chỉ bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Lời này nhắc nhở cho các tín hữu Kitô nhiều điều. Trước hết, chúng ta được nhắc nhở rằng, cùng đích của cuộc sống con người là sự sống vĩnh cửu, mai hậu, và Thiên Chúa là đấng làm chủ sự sống của con người. Chính Ngài là đấng điều khiển mọi sinh hoạt của con người. Ngày nay, nhiều xã hội sống như thể không có một Thiên Chúa, hoặc nếu có một Thiên Chúa, người ta cũng đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự điều khiển của Ngài. Và sống như thể không có Ngài. Chúng ta cũng được nhắc nhở về những chuẩn mực luân lý trong cuộc sống. Sống là một chuỗi những chọn lựa giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Mỗi ngày chúng ta phải làm những chọn lựa ấy và chấp nhận những hậu quả của sự chọn lựa của chúng ta. Chính vì phải chọn lựa, chứ không buông xuôi theo dòng đời, mà người tín hữu Kitô phải không ngừng lội ngược dòng đời. Nếu không được dưỡng nuôi bằng lời Chúa, họ không thể dèo chống trước những sức mạnh không ngừng lôi kéo họ xuôi dòng xuống vực thẳm. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng, mình cần phải củng cố những xác tín riêng tư. Thật không dễ để bám vào những xác tín của mình khi chúng ta đang là thiểu số. Chúng ta phải sống trong một xã hội thù nghịch với những giá trị thiêng liêng và đang làm mọi cách để gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Nếu không bám chặt vào những xác tín được xây dựng trên lời Chúa, chúng ta không thể đứng vững trong một xã hội như thế. Hơn ai hết là cột trụ chống đỡ đời sống gia đình. Người đàn ông chẳng khác nào một thuyền trưởng. Ông cần phải thấy rõ hải trình và kiên định trong hướng đi của mình. Ông cần phải đứng vững trước phong ba bão táp của cuộc đời. Làm sao ông có đủ sức để đứng vững được, nếu ông không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa
và mọi lương thực thiêng liêng trong đời sống đức tin. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.